không? Thông tin mới nhất em nhận được là chị Giao đã bay vô Hải Dương rồi cô chú chị. Hiện tại bây giờ các anh em YouTuber cùng trong miền Nam cũng gọi là đã có mặt tại Hải Dương rồi. Thì bây giờ là em đang hiện tại đang có mặt và sẽ đi đón anh em tới tận nhà thằng Luân để giải quyết ba mặt một lời với nó luôn cô chú chị ạ. Và tất cả anh em bây giờ là đã có mặt tại sân bay để mà có thể là cùng nhau gọi là chờ chị Giao bay vào Hải Dương để mà trò chuyện đó, làm rõ cũng như là chờ cái ngày xét xử anh Luân này nha tất cả bà con các bác. Đây thì tất cả các anh em đã có mặt tại đây rồi thì sẽ cùng nhau hộ tống chị Giao tránh khỏi cái sự truy sát truy lùng của thằng Luân, nó bịt đầu mối trước khi mà chị Giao có thể là khai hết tất cả mọi thứ nha quý bà con các bác. Thì mọi người hãy theo dõi và phỏng vấn chị Giao ngay bây giờ tại sân bay để xem chị nói gì. Và tất cả đã được gọi là anh em bố trí sắp xếp chỗ ngủ cho chị Giao cũng như là các anh em trong miền Bắc, miền Nam vô đó. Thì mọi người rất là chào đón, rất là nồng hậu tại sân bay Hải Dương đó. Thì kính mong tất cả bà con cô bác gọi là lắng nghe nha mọi người. Rồi, chào. Em ở Hải Dương đón hai anh vô rồi. Mấy anh em ở đâu? Anh em đang đi tới rồi. Mấy anh em ngồi kia đúng không? Nhiều người rồi, tụi mình đón cũng ít thôi, còn mấy anh em cho ngoài ở quê đây. Em đi bao nhiêu người vậy? Anh đi ba người, hai ông kia đi tới sau. Mà là 5 người đúng không? Ở đây là cái chỗ mà đón nè, đón chị Giao nè. Có gì nói anh em bên đây hỗ trợ bên nhóm anh cái ha. Hỗ trợ bên em nha. Có chỗ nghỉ rồi, có chỗ nghỉ cho anh em rồi. Cho có chị Giao để mà có một chuyến đi về an toàn luôn ha. Thì cũng anh em trong miền Nam đi ra đây thì cũng không quen biết ai thì cũng đúng nhờ rồi. Anh em ngoài này hỗ trợ dụng cái. Ok anh. Rồi tình hình nó ở ngoài này sao rồi? Không gầy Luân nó có động tĩnh gì không? Luân kiểu hôm qua nó lên phường rồi. Bây giờ là kiểu bà con của bác cũng ghét nó lắm. Kiểu về gặp đâu là đòi đập nó mà. Bây giờ nó đâu dám ở nhà đâu. Chung là giờ nó trốn rồi. Trốn rồi. Ở Việt Nam thấy không? Đó, mới dự SEA Games vậy. Nãy anh nhìn kia ra. Thấy sân bay các bên này thấy cũng ok ha. Thấy cũng sạch sẽ ha. Xíu mấy giờ chị Giao tới nha? Nói lên máy bay rồi đó, chắc là cũng hình như từ ở ngoài bay ra hình như là mấy tiếng hay gì đó. Mà cũng đang đợi nè. Không biết gặp trục trặc gì không. Thì bởi vậy sợ mưa đây. Gió này kia đó, bây giờ mưa gió này kia chắc là có thể là chuyến bay nó chậm trễ á. Tại mình like này thì thằng Luân nó cũng theo dõi hết á. Đúng rồi. Mình để chị đi mình đâu được, mình phải phụ chị đi theo chứ. Đợi người quen mà giờ sao mà lâu quá trời luôn. Ủa anh đi hai người à? Đi nói chung mấy anh em ra cũng có mấy người à, còn mấy anh em đang đi chung nữa. Mấy anh em đi chung với chị Giao cũng đông lắm á. Thấy đoàn người đi ra hình như là cái chuyến này cái chuyến mới xuống luôn hay vậy nè. Đó, giờ mới xuống nè, ta đi ra quá trời luôn nè. Có hành lý này của chú Kiệt, có hành lý quá trời của chú Kiệt. Thì ở đây là cũng như là lần đầu tiên mà mấy anh em đi ra giống như là ra sân bay mà để đón một người thân của mình vậy. Đúng. Cái cảm giác nó giống như nó hồi hộp, nó chờ đợi, nó lo âu. Nó hồi hộp lắm của chú Kiệt. Thằng này nó cũng nguy hiểm lắm. Bây giờ anh em đi khéo bị nó úp sọt luôn. Không chừng thì anh em chỗ ngoài ở trong Nam ra đây thì cũng nhờ anh em bên em hỗ trợ thôi. Chứ anh em cũng không biết là đường đi nước bớt nữa. Nãy giờ chạy nước ra này không nửa tiếng á. Đây cô chú anh chị, nó mấy anh em xuống hàng ở sân bay Cát Bi đó cô chú chị. Để mà cố gắng mà đón chị Giao thôi cô chú chị. Ở đây có nhiều cầu thủ bóng đá dữ trời, với lại người nước ngoài đúng không? Đúng rồi. Đi ra Đà Nẵng chơi nè. Thì quê Hải Dương cũng nhiều. Vừa rồi đi ấy mới về xong. Thôi mình đi vòng vòng đi. Vòng vòng đi. Như là lâu lâu rồi quay cho cô chú anh chị mình xem luôn đi. Nhiều người họ muốn ra Hải Dương họ xem á. Nhưng mà không có điều kiện cũng như là không biết. Mình quay cho họ xem đi.
Thôi mình vô ghế mình ngồi lại đi, vô ghế mình ngồi lại mình chia sẻ chút xíu với cô chú chị mình đi. Rất là nhiều của chú chị. Anh đi ngồi nè. Thì hiện nay thì đang trong cái thời gian chờ đợi chị Giao xuống sân bay của chú chị thì mấy anh em cũng có một số cái chia sẻ về cái câu chuyện của chị Giao với cái tên Luân này. Thì hiện nay thì nói chung là tên Luân này chắc cũng mất ăn mất ngủ lắm rồi. Nói chung là bây giờ là cũng như là mở điện thoại ra là toàn là hình ảnh của mình tràn lan ở trên mạng xã hội rồi. Đó. Mà đàn chơ tại vì cái tội nó không phải nhẹ đâu. Tội này bây giờ con triều đình là kêu gọi nó rồi. Triệu đến triệu tập gửi đến tới nhà mà. Bố nó bây giờ cũng đang là không biết sao đây này. Thì đêm nay là chắc chị Giao tới là sẽ nói chuyện đồng hào luôn. Con sợi cho nó cái bản án cho nó chết đi. Mình có đặt phòng được xong hết rồi phải không? Xong rồi, để em đặt phòng cho anh em hết rồi. Ra đây cũng nhờ mấy anh em hỗ trợ chứ đi chắc lát ngày mai hay gì đó mấy anh em mình liên hệ với chị Đại ha. Chị Đại chứ mấy lớn ở ngoài ngoại. Có em cũng gọi điện hết rồi. Thì chắc sáng mai là anh em sẽ gặp nhau để tới thẳng nhà Linh. Đó. Xem chị Giao có thể nói gì. Thì ở ngoài sân bay này thì chỉ có hai cái lối ra của chú chị đó, hai cái lối ra thôi, nên là nhiều khi ở đây thì có thể là quan sát được của chú chị, tại vì ở ngoài kia thì người ta đi ra đi vô thì nhìn nhiều khi mình đứng cái vướng bận như lại mình cũng muốn chia sẻ cho cô chú chị mình hề xem á, nhiều khi là người ta cũng khách người ta cũng không có thích là mình quay á, có nhiều khi là mấy anh em ở đây cũng như là quay nói chung là cũng quay, nói chung là không phải là quay cận cảnh lắm đâu, cũng như là quay để mà cập nhật thôi. Đúng không phải là quay, tại vì quản lý đây cũng gắt lắm. Đúng rồi. Đó, bảo vệ cũng như quản lý là bây giờ là họ không cho quay đâu. Đúng rồi. Nên là quay lén lút lút vậy cho bà con cô bác được biết cái sân bay như nào. Thì theo cái thông tin đó của chú anh chị thì chị Giao này thì đã từ ở Kiên Giang là khi mà xuất phát cùng với đội của mấy anh em ở dưới miền Tây dưới á thì cũng ra đi hồi trưa khoảng 12 giờ hay gì đó. Thì theo cái thông tin thì nói chung là hiện nay là tụi em vẫn chưa liên lạc được, thì có thể là lên sân bay lên máy bay thì không có sóng đâu, nó lên máy bay thì đâu đúng có rồi, sóng mà để mà liên lạc được đâu, nên là hiện nay là gọi Zalo hay là điện thoại gì vẫn chưa liên hệ được với chú chị. Thì nói chung là tụi em biết là đã đi ra đây nên là tụi em cũng tranh thủ để mà ra sân bay và để đón. Thì nếu mà xuống sớm thì tụi em sẽ quay cập nhật cho cô chú anh chị mình, còn chút xíu nữa mà có lâu quá thì có thể là mấy anh em sẽ cập nhật ở cái video sau nó nữa, để mà cho cô chú anh chị của mình biết thêm cái thông tin là chị Giao đã ra tới ngày này. Thì bây giờ thì cũng tối rồi cô chú anh chị, nó cũng 8 giờ mấy rồi. Thì từ ở sân bay này mà mình về tới tới ngoài Hải Dương hay xa không anh? Gần là có mấy chục cây à. Mình đi tí xíu mình đi taxi sẽ về. Thì thật sự là bà con cô bác ở đây họ cũng rất là mong chị Giao về để mà xem cái vết thương trên người chị nào. Đó thì ở đây mà cô chú anh chị của mình có thể là nhìn rõ hơn ha. Nhìn rõ hơn những dòng người đi ra. Có ta mình ở đây mình quay có thể là đi ra rồi lỡ mình không biết không ta? Hay là mình quay ra ngoài kia mình quay vô ta? Biết chứ. Hôm nay mình cũng thấy à, tại vì nhiều khi chị Giao á, khi cái gương mặt của chị Giao á thì khi bị vậy đó, nhiều khi chị cũng bịt mặt bịt mũi rồi nhìn khó nhìn thấy lắm. Thì mình ra đi phía bên kia mình quay vô cho cô chú anh chị mình xem đi. Đó. Cô chú anh chị thì tụi em cũng cố gắng cập nhật để mà cho cô chú anh chị của mình biết cái quá trình chị Giao sẽ ra ngoài này để mà để biết cái câu chuyện của hai vợ chồng của cô chú anh chị đó.
thì đây là cái cửa đi ra nè, ra trong nước thôi cô chú anh chị. Đó, đây là cửa ra trong nước nè. 7:53 rồi. Sắp tới rồi đó. Thì cũng mong nè, đi ra đi vô nè. Đó cô chú anh chị, đây là cái nơi mà những người mà xuống máy bay rồi sau đó sẽ đi ra ngoài và bằng cái đường này. Thì mấy anh em ở ngoài này á, thì cảm thấy như thế nào về cái câu chuyện này? Thì có cảm thấy nó quá là bức xúc hay không? Dạ, bà con bức xúc lắm. Tại vì nghe người dân gọi là kể lại á, hai vợ chồng cũng nhiều lần cãi nhau rồi. Rồi mình nghe đâu là nó còn bắt cả anh Kích nữa mà. Vậy đó hả? Đúng rồi đó. Thật sự là nghe xong cũng là rất là sốc, không tin nổi luôn. Rồi ơi. Rồi nghe đâu còn cả uống nước tiểu nữa rồi. Không phải tin được luôn. Nhưng mà đây là hoàn toàn có thật nha mọi người. Tại vì là anh em ở đây là cũng là nghe người dân kể, họ cũng rất là tức. Thật sự là muốn gặp là muốn tẩn cho vài trận đó chứ bây giờ là anh em rất là tức rồi. Bởi vậy nhiều cô chú anh chị ở gần đây họ cũng gọi là rất là xem, muốn xem chị Giao, muốn chị Giao trở về để mà có thể là hỏi thăm là như thế nào. Đó, bây giờ là chờ đợi chị thôi. Thực sự đứng ở đây thì trong lúc chờ đợi chị Giao thì rất là nhiều những hot girl ha. Rất là nhiều những cái hot girl là đi ra. Rất là xinh luôn cô chú anh chị, đó một cái bông hoa xinh đẹp như vậy mà nở lòng nào mà hành hạ đến cỡ đó cô chú anh chị. Đó, thật sự một cô gái xinh đẹp như chị Giao thì cũng hơn rất là nhiều những cô gái khác luôn. Nhưng mà một người gọi xinh đẹp ngoan hiền như vậy mà tại sao mình lại đối xử như vậy với một cô gái như vậy? Quá là đau lòng. Quá là đau lòng luôn. À, không hiểu sao bố mẹ nó mà lại không can ngăn hay gì đấy. Lại còn không gọi là dắt, vừa rồi xuống Kiên Giang không dắt thằng Luân đi theo. Để thằng Luân đi đâu ấy. Không hề hiểu đâu. Xíu nữa là coi bố nó nói gì. Bố mẹ nó kiểu chắc là bao che cho con thôi. Cái này mình đón chị Giao ra đây rồi sau đó mình đưa về nhà khách sạn nghỉ ngơi thôi. Rồi có gì mà cho chị ấy nghỉ ngơi khỏe rồi tới ngày 22 tháng 5 rồi mình mới bắt đầu là mình mới đưa lên cơ quan để mà làm việc. Chứ mình đâu có đưa về nhà đó của đâu đỡ đó được. Mình đâu có ở đó được, đâu có đưa về đó được. Cạnh nghĩa cạnh tình rồi, bây giờ là không ở đó được. Bây giờ là mấy anh em ở ngoài này cố gắng hỗ trợ để mà lo chỗ ăn chỗ ngủ cho chị Giao thôi. Đó, nói chung là hỗ trợ về vật tinh thần thôi, còn tiền bạc thì cứ để mấy anh em ở trong miền Nam này của anh em tôi mình lo. Đó, cố gắng để giúp đỡ thôi, nói chung là cũng không có bao nhiêu đó, thì miễn sao giúp đỡ được chị Giao thoát khỏi cái thằng Luân chào đánh này rồi. Đúng rồi thằng âm binh đầu đinh này để đánh vợ thì thế, vợ nó mà không thương thôi. Bà con chú bác nó đang mang vợ, đang mang bầu mà đánh vậy á, khốn nạn quá. Bây giờ không có liên hệ được thì với mấy anh em đi chung với chị Giao rồi làm sao mà biết sân bay xuống lúc mấy giờ trời? Ủa chị Giao đi mình luôn hả? Không, ý là chị Giao đi chung với mấy anh em luôn. À. Đi chung với mấy anh em ở trong miền Tây á. Thì chắc là xuống sân anh mấy anh em gọi điện cho mình thôi. Chứ bây giờ ở trên máy bay chắc chưa xuống đâu ha, nên là liên hệ không được. Em bây giờ cũng đang muốn đưa chị Giao về để làm ba mặt lời cho xong chuyện đi. Chứ bây giờ là bên nhà Luân nó vẫn gọi là vẫn chưa chịu nhận đâu. Sao mà xuống bố nó xuống mà nó nói những cái lời gọi là không có tí hối lỗi gì cả. Con của mình mà, con thằng Luân nó làm những chuyện tày trời như thế mà không biết dạy con hay sao. Nói chung dạy sao giờ chưa, bác ấy cũng già quá trời rồi. Giờ con nó lớn rồi, giờ nói không nghe thôi chứ sao dạy dỗ cái gì giờ. Hết giờ nó vậy. Cô chú chị không? Trong quá trình chờ đợi mình cứ xem ha. Đó, xem đi ai đi ngang thì mình cứ xem ha cô chú anh chị. Thì mấy anh em cũng ở đây cố gắng cũng đón chị Giao. Quá trời luôn. Chị Giao dự tính là về Hải Dương xong rồi chừng nào chị đi nữa?
chắc giải quyết xong rồi về liền á. Nói chung là giải quyết từ cái lúc mà giải quyết cái câu chuyện của người chồng là bạo hành này, sau đó là giải quyết cái vụ ly hôn luôn đó, rồi sau đó là giải quyết luôn cái vụ là mang con về luôn đó, đem cái bé 17 tháng về trong miền Tây luôn. Vậy là trước đó chưa đem nữa à, bây giờ rồi bây giờ còn đứa con 17 tháng ở ngoài Hải nữa, đem phải ra Hải Dương mà đem con về chứ, để đó sao được, để đó nó đánh chết sao mày, nó không có bình thường đâu. Sao bày ra cái trò kinh khủng như vậy, độc ác quá. Thằng này mất hết tính người rồi. Hồi nãy là thấy cũng nói là mấy anh em rồi ra gần tới kế gì đó, ở trọng cũng liên hệ với mấy anh em làm cơm chung với nhau á, mấy anh em mà không có đi á thì cũng nói là đi hồi lúc 12 giờ trưa rồi mà sao tới bây giờ vẫn chưa thấy đó. Nên là cũng tranh thủ mà chưa có ăn uống gì nữa. Rồi anh Sơ Triệu giờ anh ăn uống rồi chưa? Chưa, đang đợi anh em này để đón vô rồi anh, rồi cùng chị Giao anh thể luôn nè. Rồi vậy thôi, giờ xuống chuyến bay tiếp tục nữa nè các chú anh chị. Không biết cái chuyến này có, không biết là cái chuyến này có chị Giao không á. Đây rồi. Không xuất sắc ha, không bị thành công xuất sắc ha, rất trai xinh gái đẹp không. Thôi nãy giờ thì video của mấy anh em mình chắc cũng đã dài ha. Thôi bây giờ mình cũng xin phép cô chú anh chị mình đi, mình xuống cái mình đi kiếm gì mình ăn cái cho nó đỡ đói đi, chứ giờ cũng đói lắm rồi. Mọi người cố gắng theo dõi nha, theo dõi cô chú anh chị để tụi em sẽ cập nhật ở video tiếp theo. Nếu mà chị Giao xuống sân bay mà ra đây thì tụi em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị, để mà cập nhật cho cô chị mình về cái câu chuyện của chị Giao ra ngoài này, giải quyết câu chuyện như thế nào, rồi cái cách xử lý của cơ quan ở ngoài như ra sao thì tôi em sẽ cập nhật liên tục để mà gửi đến cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình nhớ ủng hộ tất cả các kênh của mấy anh em mà quay về chị Giao cô chú chị. Rồi thôi cũng nói chào cô chú anh chị mình ha. Xin chào tất cả mọi người nha. Rồi.